Xin chào quý anh chị và các bạn. Trong cái video hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là trong cái tháng 3 âm lịch này, ba con giáp sau đây sẽ được thần tài Bắc Loa gọi tên, cuộc sống dư dả, thăng quan tiến chức khó ngờ. Nên tử vi chỉ rõ là trong cái tháng 3 âm lịch này thì những con giáp dưới đây cực kỳ may mắn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với ba con giáp này xem là chúng ta có nằm trong số ba con giáp này hay không. Con giáp thứ nhất đấy là con giáp tuổi Thân. Thì theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thân là một trong những con giáp có cái vận số đỏ nhất trong cái năm Canh Tý 2020. Thì tài lộc, công danh, tình duyên đều có nhiều cái tiến triển tích cực. Sự nghiệp có thể có những cái bước ngoặt quan trọng rất đáng để mong chờ. Đặc biệt là trong cái tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý này thì con đường tài vận của người tuổi Thân tương đối tốt vào nửa đầu năm. Còn nửa cuối năm gặp nhiều trở ngại thì năm nay mọi chuyện sẽ khác. Tử vi chỉ rõ là trong cái thời gian tới người tuổi Thân sẽ được thần tài phù hộ. Việc kiếm tiền không mấy khó khăn, đi đến đâu cũng được người người trợ giúp, cuộc sống thoải mái dễ chịu là cái niềm mơ ước của nhiều người. Và thứ hai đấy là người tuổi Tuất. Những người tuổi Tuất là một trong những con giáp mà tốt số trong cả năm Canh Tý 2020, nhất là trong cái giai đoạn tháng 3 âm lịch này. Và trong cái thời gian tới thì chính là cái cơ hội thuận lợi tuyệt vời hơn cả, giúp họ làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả tốt đẹp. Nếu biết mà tận dụng thực hiện các cái dự án ấp ủ bấy lâu, khiến cuộc sống của bạn viên mãn, dư giả vô cùng. Đặc biệt là trong cái thời gian tới, người tuổi Tuất hanh thông mà còn tiến triển vượt bậc và có những cái điểm mới mẻ rất đáng chú ý với những người làm kinh doanh. Với những người tuổi Tuất sẽ có cái cơ hội gặp được quý nhân của đời mình, cuộc sống của họ gặp nhiều may mắn. Và con giáp thứ ba đấy là tuổi Hợi. Năm Canh Tý 2020 thì là một cái năm rất tốt lành, cực kỳ viên mãn với những ai cầm tinh tuổi Hợi. Và năm nay chính là cái thời cơ để người tuổi Hợi phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Đặc biệt trong giai đoạn tháng 3 âm lịch năm Canh Tý này, người tuổi Hợi phải mất nhiều nỗ lực cũng như là thời gian. Thì trong năm nay, con đường mà họ phải đi sẽ ngắn và dễ dàng hơn. Thầy tử vi chỉ rõ là nếu như tháng 2 âm có nhiều việc không như ý với người tuổi Hợi thì trong cái tháng 3 này thì người tuổi Hợi muốn gì được đó, cuộc sống đi theo cái hướng mà thuận lợi cực kỳ viên mãn. Và trên đây chính là ba con giáp được thần tài Bắc Loa gọi tên, cuộc sống dư dả, thăng hoa khó ngờ trong tháng 3 của năm 2020 này. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.